Đó, xin chào mọi người, đây là toàn bộ bên trong của một con loa LG. Cái mã của nó là PK7 ha. Mã của nó là PK7. Thì mình đã tháo ra hết rồi, mọi người cùng cùng xem ha. Thì ở đây nó sẽ có một cái cục pin rất là bự. Pin này là 2S1P ha, dung lượng là 6.000. Thì con này nó đang bị tình trạng là một trong hai cell này nó đã bị sụp áp nè, nên điện áp đo ra thì vẫn đủ nhưng mà khi mở lớn thì nó sẽ bị sụp áp. Hai cell thì là 7.4V nhưng nó sụp xuống còn có 6V, bởi vậy là nó sẽ bị tắt nguồn. Thì đây là cặp loa ha, cặp loa từ neo. Loa nó hơi giống loa của Sony XP43, hơi giống, mình nói hơi giống. Rồi, đây là cái bo mạch chủ thì LG họ làm khá là gọn gàng, không có quá nhiều linh kiện, không có rối rắm. Thì đây là cái bo Bluetooth của nó này. Đó, bo Bluetooth được đậy một cái miếng nhôm chống nhiễu rất là kỹ nha mọi người. Nhìn nó như cái module wifi ấy. Nhìn rất là chất nha. Đây là cái con IC công suất này của hãng Texas này. Và một cái mã này mình thấy rất là ít hãng sử dụng cái con IC công suất này. Mình nghĩ nó chung cái họ 3110D2 ấy. Tại vì cái kiểu hình thức nó làm khá là giống. Đây là cái khối nâng áp ha, nó nâng áp từ 7.4 lên 13V để nó nuôi cho cái con IC công suất. Đó. Đây. Đây là khối nâng áp. Đó. Mạch thì nó đơn giản vậy thôi. Đó. Không có gì cầu kỳ. Đây là cộng hưởng ha, cộng hưởng cái gân của nó khá là dày. Đạt hồi rất là tốt, bên trong khoang khá là rộng. Đây là những cái chi tiết linh kiện để lắp lên cái con loa. Cái căng nó bằng kim loại ha. Con này theo mình đoán thì công suất nó sẽ rơi vào khoảng 30 đến 40W. Công suất cực đại thì nó cũng không quá là lớn ha, vừa đủ nghe. LG thì họ không thiên về âm thanh, đây là những cái mẫu mà thương mại thôi thì mình không đánh giá về chất âm. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video ha.